Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, từ hồi sơ khai của Hội Thánh, Đức Maria đã được quan tâm, đã được yêu mến một cách đặc biệt. Bởi vì khi Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu độ tại trần gian, Đức Maria không kết thúc việc cộng tác của mình, nhưng vẫn tiếp tục cộng tác với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh trong công cuộc thánh hóa. Đức Maria hiện diện với Hội Thánh ngay từ buổi đầu, như chúng ta nghe trong sách Công vụ Tông đồ mà bài đọc thứ nhất cộng đoàn vừa đón nhận. Đức Maria cùng hiệp ý cầu nguyện với các tông đồ để chờ đón Chúa Thánh Thần như lời Chúa Giêsu đã hứa. Và cách riêng với tin mừng của Thánh Gioan, Đức Maria được Chúa Giêsu trao phó một cách đặc biệt cho Hội Thánh, và Chúa Giêsu cũng trao phó Hội Thánh một cách đặc biệt cho Đức Maria qua trung gian của Thánh Gioan Tông đồ. Chính vì vậy, khi Hội Thánh chạy đến để nương nhờ nơi mẹ, khi Hội Thánh gặp cơn gian nan khốn khó, không bao giờ mẹ không ra tay cứu giúp, không bao giờ mẹ không đoái mắt nhìn đến, không bao giờ mẹ không nâng đỡ chở che. Cộng đoàn chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cử hành thánh lễ tạ ơn tình thương của Chúa. Và chúng ta nhớ đến biến cố năm xưa tại Fatima, một vùng quê hẻo lánh Bồ Đào Nha. Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ chăn cừu. Con số ba trong biến cố này thật đặc biệt. Với bao nhiêu người, mẹ chỉ hiện ra với ba trẻ: Lucia, Jacinta và Francisco. Và rồi cũng trong biến cố, Đức Maria hiện ra tại Fatima năm ấy 6 lần. Cứ ngày 13, Đức Maria hẹn hò với ba trẻ, và nơi đó Đức Maria ban bố 3 bí mật Fatima, và cũng chính nơi đó các trẻ nhận được 3 sứ điệp Fatima. Trước hết, chúng ta tìm hiểu xem 3 bí mật Fatima là gì. Lucia và Jacinta được Đức Maria chỉ cho thấy một biển lửa hồng khủng khiếp, và nơi đó linh hồn của những con người tội lỗi và ma quỷ quằn quại rên xiết trong biển lửa đỏ. Đó là bí mật thứ nhất. Bí mật thứ hai, Đức Maria cho thấy
Nếu thế giới muốn được bình an, nếu nhân loại muốn được hòa bình, thì hãy dâng hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của mẹ. Và bí mật thứ ba, giáo hội vẫn cứ im lặng mãi 83 năm sau, tức là vào tháng 6 của năm 2000, bí mật thứ ba mới được công bố. Đó là bí mật mà Lucia thấy Đức Mẹ chỉ cho rằng có một giám mục mặc áo trắng tiến lên đỉnh đồi thập giá, và xung quanh ngài là xác chết của bao nhiêu chứng nhân. Bí mật ấy chỉ được công bố sau biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 1981. Ba bí mật đã được biểu lộ và cho thấy lòng từ tâm của Đức Mẹ. Mẹ chăm sóc nhìn đến con cái của mình, và mẹ chỉ cho con cái cách thức để đạt được bình an, cách thức để tìm được sự bình an đích thật trong tâm hồn, trong gia đình cũng như trên toàn thế giới. Cách thức ấy mẹ ban bố ba sứ điệp Fatima. Ba sứ điệp ấy chúng ta vẫn rất quen thuộc. Mẹ mời gọi chúng ta hãy hoán cải đời sống của mình, hãy làm một cuộc đổi mới nội tâm. Và sứ điệp thứ hai, Đức Maria mời gọi mọi người hãy yêu mến trái tim vẹn sạch của mẹ. Và sứ điệp thứ ba, mẹ mời gọi nhân loại chúng ta hãy siêng năng lần hạt mân côi. Đó là những cách thức để nhân loại có thể thoát khỏi những khốn khổ đang đổ ập xuống. Đó là cách thức để kéo ơn của Chúa xuống trên con người. Ngày 25 tháng 3 năm 1984, tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã một lần nữa long trọng dâng hiến cả thế giới lên cho Đức Mẹ. Chúng ta mượn tâm tình của chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để giờ đây chúng ta cũng thưa lên Mẹ tâm tình của cộng đoàn và của mỗi chúng ta. Hỡi Mẹ, Mẹ của mọi con người, Mẹ của mọi dân tộc, Mẹ là đấng thấu hiểu mọi khổ đau và hy vọng của chúng con, là đấng cảm nhận bằng tình mẫu tử tất cả những cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối đang lung lay thế giới này. Xin khấn nhận lời kêu van mà ban thánh thần của Chúa tác động giúp chúng con có thể thưa lên với trái tim vẹn sạch của mẹ, với tình yêu thương của một người mẹ và tỷ nữ của Thiên Chúa. Mẹ hãy ôm ấp vào lòng thế giới nhân loại chúng con mà chúng con dâng cho mẹ, và hiến dâng cho mẹ lòng đầy lo âu khắc khoải cho số phận của thế giới và của mọi dân tộc. Chúng con xin dâng cho mẹ và hiến dâng mẹ một cách đặc biệt con người và các quốc gia đang cần cách riêng sự dâng hiến này. Lạy trái tim vẹn sạch, xin hãy giúp chúng con chiến thắng sự đe dọa của sự dữ đang bám rễ quá sâu trong lòng những con người của thời đại hôm nay, và với những hậu quả khôn lường đang đè nặng trên đời sống hiện tại và dường như đóng chặt mọi cánh cửa hướng tới tương lai. Xin mẹ hãy giải thoát chúng con khỏi đói khát và chiến tranh, giải thoát chúng con khỏi mọi tội ác chống lại sự sống của con người ngay từ phút đầu tiên. Xin mẹ giải thoát chúng con khỏi hận thù và sự sa sút
phẩm giá con cái Thiên Chúa. Xin mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức bất công trong cuộc sống xã hội, quốc gia và quốc tế. Xin mẹ giải thoát chúng con khỏi việc người ta chà đạp dễ dàng các giới răn của Chúa. Xin mẹ giải thoát chúng con khỏi những nỗ lực bóp nghẹt chân lý Chúa trong tâm hồn con người. Xin mẹ hãy giải thoát chúng con khỏi sự không còn biết phân biệt điều lành, điều dữ. Xin mẹ hãy giải thoát chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi những tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Lạy mẹ Chúa Kitô, xin hãy lắng nghe tiếng kêu van chứa chất đau khổ của tất cả mọi con người, chất chứa đau khổ của toàn thế giới. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp chúng con thắng mọi tội lỗi, tội của con người và tội của thế gian, tội lỗi dưới mọi hình thức. Ước gì sức mạnh cứu độ vô biên của ơn cứu chuộc tái hiện thêm một lần nữa trong lịch sử thế giới, sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót. Xin tình yêu ấy chặn đứng tội ác, xin tình yêu ấy thay đổi lương tâm. Ước chi trong trái tim vẹn sạch của mẹ, ánh sáng hy vọng được tỏ ra cho hết mọi người. Amen.